Vào chiều qua, lễ mục dục được tiến hành tại Quốc tự Diệu Đế đã thu hút hàng nghìn tăng ni Phật tử tham gia. Đây là nghi thức truyền thống trong mùa Phật đản được kế thừa liên tục từ năm 1957 đến nay. Nghi thức này như là một cử chỉ, một hành động để tỏ lòng tôn kính, hân hoan của người con Phật đối với sự xuất hiện của đấng giác ngộ trên đời. Mục dục là nghi thức tưới nước thơm lên tượng Phật sơ sinh. Ngoài mục đích kỷ niệm Phật đản sanh, còn mang ý nghĩa về sự tẩy trừ phiền não, cũng giống như việc gột rửa thân tâm của chính mình để tìm lại sự thanh tịnh vốn sẵn có nơi tự tâm. Ngay sau lễ khai mục dục, đoàn rước Phật gồm các xe hoa tiến hành rước Phật từ chùa Diệu Đế đi qua các tuyến đường chính ở thành phố Huế, sau đó về chùa Từ Đàm. Lễ rước Phật với mục đích cầu quốc thái dân an, hòa bình thế giới được đông đảo Phật tử mong đợi và diễn ra trong không khí hân hoan, trang nghiêm, thành kính. Lễ mục dục và rước Phật từ lâu đã trở thành một nghi lễ linh thiêng, mang đậm dấu ấn văn hóa tâm linh không thể thiếu trong mỗi mùa Phật đản của tăng ni và người dân Thừa Thiên Huế. Trên tinh thần đó, nghi lễ đã vượt qua khỏi khuôn khổ của một nghi lễ tôn giáo mà đã trở thành một lễ hội cộng đồng, thu hút sự ủng hộ và chào đón của đông đảo người dân và du khách tới tham dự.